Chán thiệt. Anh em chơi nhau á, tính toán từng miếng ăn một. Có một xíu miếng ăn mà cũng tính toán với nhau. Ok đi. Ok thì đúng như là mình vừa nói xong luôn, mình bảo là hôm nay khá là xui, cái vòng vào phát là gặp mấy anh trong này luôn. Thì mấy anh này thì cũng khá là dễ tính, mấy anh cho mình đi luôn, cũng không có ngoắc lại hay là bắt làm gì hết, cho mình đi luôn đó. Còn các bạn ở trên thì mình không biết tại sao ngoắc, để mình lên mình hỏi xem bạn là bị cái gì, là lỗi gì mà ngoắc. Ủa sao bắt vậy? Mấy anh nói gì? Mấy anh nói đó nói gì? Ở chiến cứu hộ đâu? À. Nói đi vô mua cái thuốc ra bắt kẻ chiến cứu hộ rồi. Thế mấy anh cho đi luôn hả? Mấy anh cho đi luôn. Quen hả? Nè. Đâu nói vui không? Nè. Hả? Chạy rung quá rớt biển số luôn. Thôi phải lấy lại chứ, giật là mất luôn á, giật quá. Ok bây giờ là sau một hồi là em với anh thôi rớt luôn rồi. Ờ hay là đi sao không rớt rồi. Bây giờ là mình sẽ chạy theo kiểu giống như là một người có xe mới luôn, đó là không biển số. Yeah, hụt chật chật. Thì cái xe của mình là biển số là 61 ở Bình Dương. Cái biển số sau cũng nó muốn rớt rồi, nhưng mà mình làm biến á, tại vì nó thấy còn chắc á, cái mình làm biến mình đi thai á, cái nó rớt luôn, cũng để là rớt liền. Hiện tại là ở Cần Giờ mình thấy khá là vắng luôn á, chắc có thể là do dịch. Rồi hiện tại bây giờ khá là dịch nên nó khá là vắng. Thì ở cái clip trước nè anh em thấy không, mình chạy nó bị rớt biển số luôn. Cái này là do là bị gì trong nè, cũng dày ghê ha, mà sao rớt được ghê luôn á. Nó bị gãy nè. Gãy cái này cho nó đâu phải bị rớt ốc đâu, bị gãy cái này. Nên là gãy luôn này anh em. Cái này chắc mình phải xin, mình phải đi thai. Nó này được đây. Thôi phải vô hỏi tao. Cái chú hậu đâu? Tao nói. Chú hậu. Tao nói trên phà vô con thuốc nào ra nó vẽ kiến rồi. Tính cho. Nói mày đâu? Đó là em nhảy ra đây nè, ở nhà mẹ đâu chị đó, cái mày nữa hả? Chị mày nữa. Ờ, có mày nữa hả? Vậy là bị bắt hoài luôn. Nói mày dắt cuốn này mày đô mày quậy phá vậy tao nha. Không có anh ơi, em người lớn không. Thôi đi ăn sáng đi. Ok thì hiện tại là mình đang ở ngay khúc biển ha. Nói chuyện quá. Thì ở khúc này nó khá là trơn. Lối là tàu bên kia, tụi mình xuống này, là mình đi ra ngoài này luôn. Nó cũng khá là nguy hiểm luôn á. Ba cái giày, đôi giày rửa hàng phách này nó không có độ bám. Ok, đây là ok rồi nè. Khá là đẹp. Nói gì nữa giờ? Ok. Chào. Phê. Ở đây đã nè, biển quá trời đẹp mà. Ok thì bây giờ là anh em mình sẽ đi vào ha. Với lại anh em mình sẽ đi chỗ khác. Tại vì ở biển Cần Giờ thì cũng khá là ít chỗ để đi á. Chủ yếu là anh em tới anh em ăn uống nè, nghỉ ngơi, xả stress thôi. Phúc ở bên kia là Phúc ở bên những tàu, anh em có thể đi tàu qua đó được, mà sương mù nó che gần hết rồi. Bây giờ anh em mình sẽ đi vô trong này, thì anh em mình sẽ ở cái homestay ở trong này. Mà mình cũng đang rất là tò mò cái homestay ở trong khúc Cần Giờ như thế này thì nó sẽ như thế nào.
nó có giống như khúc Đà Lạt không, rất là tò mò luôn. Đi vào đây bụi khá căng ạ. Ở đây trời cũng khá là mát luôn, không có nắng luôn. Come stay nè. Chú má ơi, tôi rộng lên kìa. Tôi đang sân cửa luôn. Quá đẹp lắm. Trời anh em. Anh em thằng nào vô cũng dựng trên đứng hết chân ha. Vậy đó hen. Ô con chó bị gì kìa? Thiên sợ chó hả? Ủa này giống bị tông xe quá vậy? Dạ? Bị bú hả? Ok anh em thì đây là mấy cái món mà mình kêu ra nãy là có mì xào nè. Ủa tôm này tôm gì vậy? Cái này là chia ra, chia phần ra nè cho em hai con nè. Phần của em riêng em chút luôn ăn tới chút xong luôn á, mà hai con. Ủa cái gì chia anh? Chia gì? Sao mấy bạn kia không có chia? Không, tụi nó biết kiềm chế bản thân lại, còn em là em ăn sợ hết á. Cho nên chia ra, nè cho em con mực nè. Ủa cái gì trời? Là phần của em xong rồi đó nha. Nè cho miếng rau gặm nè. Kìa mấy bạn nói sao không chia mà chia cho em hoài vậy? Người ta ăn như đó là người ta ăn từ từ, còn em ăn nhanh quá như đây đủ rồi. Nè, cho miếng mì đều mệt quá. Thôi dẹp đi, ăn uống gì nữa. Hả? Ăn dẹp đi. Dẹp. Ăn đi. Trời có xíu à, ăn chia. Dẹp đi. Đi đâu? Dẹp đi. Mày không ăn mì đâu? Dẹp đi. Mệt quá. Mẹ tức. Thôi tức. Rồi đủ phòng ăn mà thôi mà chia. Làm như ăn nhiều lắm mà chia. Nó ham ăn thiệt chứ. Ăn gì? Khỏi đi, dẹp đi. Lớn rồi. Trời ơi trời. Tính ra là anh em đi á, anh em đi. Trời ơi, có mình con chó đồng cảm mình nè. Đây con. Nó khỏi, dẹp đi. À, anh em với nhau không à. Đi ăn mà tính từng ly từng tí một, có xíu mà không tính nữa. Gì à? Ừ. Thôi nói chứ có đồ ăn này ăn ngay chứ gì đâu buồn. Cùng lắm thì ai dắt xe về trước. Thôi dẹp đi. Thôi ăn. Cái gì mà tự nhiên giờ anh em ăn ở đó cái bắt em ra đây ngồi ăn cái chia cho em có xíu à? Thì nay phần anh Thiện chia em mà kiểu ổng muốn em ăn hết phần này thôi được rồi. Ăn như vậy là đủ rồi. Má tức thiệt chứ trời. Dạ, yeah, ăn nha. Không hiểu sao luôn. Mẹ. Nè, không được. Giờ của tao có như đây rồi, không lẽ tao cho mày ăn. Ừ. Má. Ăn uống gì có xíu rồi mà anh em mình chơi mình vậy. Ăn con. Chán thiệt. Anh em chơi nhau á, tính toán từng miếng ăn một. Có một xíu miếng ăn mà cũng tính toán với nhau. Chán. Nè, ăn đi con. Ăn no rồi. Thôi đi về. Mẹ. Nè. Không ăn nữa. Ok thì hiện tại là anh em sẽ bắt đầu khởi hành về với lại Sài Gòn ha. Thì ở bên Cần Giờ vừa có một trận mưa xong. Không biết là Sài Gòn có mưa không? Không biển số luôn. Giờ công an gặp cái chốt đó. Đó nhìn nè. Gặp chốt công an cái đấy. Không quá chút chơi. Chứ đây làm gì có chứ là làm biển số.
Với lại nó đâu có ví dụ bị rớt thì mấy chú công an cũng đâu nói gì đâu đúng không? Đúng rồi, mình bị rớt mà. Ý là còn cái dây kia rớt đằng sau luôn rồi. Ừ. Còn cái rớt đằng sau luôn. Thì bây giờ là ở đây chỉ được chạy 60 thôi nha. Không biết bây giờ mới về tới nhà nó mình đói quá à. Lúc nãy ăn đâu có được nhiều đâu. Mới uống cho ăn có một xíu à. Có được một con tôm, hai con tôm. Mà nãy cái mình tự ái á, mình không ăn luôn. Nó còn chưa kể nè, rớt biển số nó. Trời ơi tức gì đâu. Ở trên này giờ mưa nữa. Vừa mưa nè, vừa đói nè, vừa rét nữa, cái cảm giác lạnh lạnh luôn á. Anh Thiện đâu? Anh Thiện? Anh Thiện đâu? Anh Thiện? Anh Thiện đâu? Đây nè. Ở đây nè cha. Ôi nó bắn qua trời ơi. Anh Thiện? Nè. Đây nè. Em đói quá à. Có ăn kiếm gì ăn đi. Giờ đâu ra kiếm gì ăn? Ở đây là có cà cào với cá nè. Cái gì? Cà cào với cá nướng luôn. Nhưng mà đói thiệt á. Đói ừ. Nay ăn có xíu à. Tắt lên ăn lại tôi cơm mày về tôi đi trước. Ôi. Nói bò lại con quá trời mà đói đâu. Nãy anh cho em có một xíu à. Đấy anh cho em có một xíu à? Thôi thôi vậy thôi đi về. Chứ nó có câu giữ lấy sĩ cùi bây giờ cái câu nó cũng vậy à, giữ lấy sĩ cùi. Thôi đi về. Hả? Thì đi về đó sao giờ? Bây giờ nó đi về thôi, ăn gì nữa, giờ nó ăn vậy. Ok. Ok các bạn em. Ok các bạn em đã xem video này, chúng mình nhớ subscribe like và share cho hai và đừng quên bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới. Ok, chào ba anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe cũng như một đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình ha. Cũng như là nhớ những chuông thông báo để xem những video mới nhất ra thì anh em có thể theo dõi kênh của mình ha. Chào ba anh em. Ha 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 ha.